tại sao lại có sự chênh lệch rất lớn về giá khi mua gỗ ở các cửa hàng lớn uy tín so với những cửa hàng nhỏ lẻ? Xem ngay để biết lý do. Sao mấy cửa hàng hoàn thiện lại bán rẻ thế em ạ? Gỗ tận dụng và nhiều cái chấp ghép nên là giá nó rẻ. Thế còn nếu mà gỗ chuẩn mà hàng đẹp tuyệt đối hay người ta gọi là hàng xỉ đúng không anh? Đúng rồi. Thì giá nó thế nào anh? Gấp mấy lần so với hàng chấp ghép với lại hàng đó, kia? Đó, gấp 3 lần. Gấp 3 lần đúng, 3 lần đã anh còn khiếp tốn đấy. Đấy, 3 lần. 3 lần còn khiếp tốn đấy anh em mình nhá. Cho nên cái đồ gỗ này nó vô cùng lắm, vô vàn lắm anh em mình nhá. Thế nên tại sao mà phải lựa chọn đơn vị uy tín để mua đúng không anh? Đúng rồi. Câu là quá chuẩn đấy. Tại vì cái học phí mà anh em bỏ ra mà mua của những đơn vị không uy tín nó mất rất nhiều tiền. Mất nhiều tiền mà hàng nó nhầm gỗ khác ấy. À, lừa đúng không ạ? Rồi, anh ơi, đẩy máy đi cho lật ra cho em xem cái vân gỗ mà khi mình vừa mới cắt xong rồi ạ. Xẻ ra có một cục gỗ đau hết, rơi hết nước mắt. À, rơi hết nước mắt ạ. À. Đương nhiên rồi anh ạ. À. Ok, xin mời mọi người cùng cùng xem nhá. Đây, 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 mọi người nhìn này. Đây, anh nói gì về cái cảm xúc khi mà xẻ cái này? Chỗ nào đẹp và chỗ nào là bị xấu? Thật ra là cũng rất tin là thiệt thòi ở điểm này, nó không được ưng ý. Không được ưng ý? Đấy. À, tức là ví dụ như cái này là, đây là dính cái gì đây? Đây là lỗi đúng không? Đây là nó dính cả bị ruột, và cả bị tổn hiểm. Vừa bị ruột đây. À, đưa mọi người đây chỉ, anh chỉ cho mọi người nhé, mọi người ruột là như thế nào? Ruột đây, và bị tổn hiểm đây. À, thế bây giờ mà nó bị lỗi như này rồi thì mình sẽ phải xử lý như nào anh? Xử lý là về bây giờ dọc nhỏ cái là bỏ cái đấy đi, lấy các phần thịt thôi. À, thì bỏ phần lỗi đi. Đấy. Đấy đúng không? Thì nào hàng mới đẹp được. Đúng rồi, hàng bỏ hết hàng xấu đi. Thì đương nhiên cái kinh phí nó phải cao đúng không anh? Cao. Còn nếu như mà cứ làm cái này thẳng thì lại rẻ hơn đúng không? Đúng rồi, trong mẫu mã cho nó không mất xấu hàng. Mình đang làm mất công làm thì phải làm gỗ đẹp. Phải tiền công cũng nhiều. Tiền công cũng nhiều. Và em cảm ơn anh nhá, em xin phép ạ. Đấy các bác thấy không ạ? Thì cái nghề này là nó thế đấy. Đôi khi thì ở ngoài rất là đẹp, nhưng mà khi mà xẻ hoặc là đục vào bên trong thì nó lại bị lỗi ạ. Nên là rất là hên xui và vô cùng cảm xúc đối với lại cái nghề mộc này.